Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng chục ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng chào đón dịp SEA Games 31. Và tới đây thì SEA Games cũng sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Và lễ khai mạc các sự kiện thể thao lớn luôn được công chúng đón đợi với rất nhiều những điểm nhấn ấn tượng, những màn khoe bản sắc văn hóa cùng với trình độ tiên tiến của công nghệ âm thanh và ánh sáng. Quý vị đừng quên vào ngày 12 tháng 5 thì SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc ở tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và chúng ta sẽ được chứng kiến dự đoán sẽ là một chương trình rất mãn nhãn với đầy đủ những sắc màu công nghệ và đặc biệt là cả tinh thần thể thao và tinh thần Việt Nam ở trong đó nữa. Trong chương trình Cà phê ngày mới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử xem là có những gì thú vị ở trong lễ khai mạc lần này cùng với cuộc trò chuyện của biên tập viên Hồng Quyên với nghệ sĩ Trần Ly Ly là nghệ sĩ ưu tú và cũng là quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn là người sẽ được đảm nhận trọng trách tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc của SEA Games 31. Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly cho biết các khâu luyện tập và lắp ráp cuối cùng của lễ khai mạc cũng đã được gấp rút hoàn thành trước khi bước vào lễ tổng duyệt. Và trước khi đến với cuộc nói chuyện của MC Hồng Quyên và chị Trần Ly Ly, chúng ta hãy cùng theo dõi xem sẽ có những gì đáng để chờ đợi trong lễ khai mạc SEA Games lần thứ 31 lần này quý vị nhé. Theo kịch bản, chương trình lễ khai mạc SEA Games 31 gồm 3 chương chính. Chương 1, Việt Nam thân thiện. Chương 2, Đông Nam Á mạnh mẽ. Chương 3, Đông Nam Á tỏa sáng. Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn là thông điệp chính của lễ khai mạc, thể hiện một Việt Nam thân thiện, cởi mở cũng như đoàn kết chào đón bạn bè Nam Châu. Hiện tại, hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên vẫn đang cố gắng đạt được những tiết mục trình diễn chất lượng trong thời gian gấp rút. Tuy là lần đầu tiên khá là run ạ, nhưng mà em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi đứng ở đây, khi mà góp mặt vào trong tập thể này và được đóng góp sức mình để được mang hình ảnh của đất nước Việt Nam mình cho đến bạn bè thế giới ạ. Kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn trong một thời gian ngắn là rất là khó, nhưng anh em chúng tôi vẫn luôn là tự tin và cùng nhau để cố gắng làm sao mình tính toán những cái khó khăn nhất để có thể ghép nối được anh em trong cái khoảng thời gian như vậy. Tinh thần thể thao này là cái giải pháp tối ưu trong việc đưa tất cả những ít nhất là những quốc gia của Đông Nam Á thoát khỏi Covid theo cách của họ. Và cách của họ là cách của Đông Nam Á, của những nước gần gũi nhau về phương diện địa văn hóa và địa chính trị nữa. Nó có những ngôn ngữ chứ. Thì cùng nhau vượt qua. Và vượt qua cách tốt nhất là vượt qua bằng tinh thần thể dục thể thao. Được biết, điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ hiện đại. Trong đó, ekip tập trung tận dụng sức mạnh của công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa, công nghệ thực tế ảo tăng cường, công nghệ thực tế mở rộng. Các đại cảnh này thể hiện rõ bản sắc văn hóa Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng hiểu rõ hơn và những công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được chuẩn bị và có những điều gì đặc sắc sẽ được bật mí ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, hiện cũng là quyền cục trưởng của nghệ thuật biểu diễn và cũng là tổng đạo diễn của lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31. Xin được cảm ơn chị Trần Ly Ly đã dành những khoảng thời gian quý báu trong những ngày như thế này để nhận tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa chị, 2 năm vừa qua thì các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đều bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 và lễ hội năm nay, lễ khai mạc của kỳ SEA Games 31 chắc chắn là được rất nhiều người chờ đợi. Như vậy thì ban tổ chức đã làm như thế nào để có thể đáp ứng lại kỳ vọng này ạ? Đây là một cái vinh dự và cũng rất áp lực khi mà tôi nhận trách nhiệm làm tổng đạo diễn chương trình lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi chỉ có rất ít thời gian để có thể làm được một cái lễ khai mạc với đầy đủ những kỳ vọng của chính phủ cũng như là của Bộ Văn hóa. Đây là một cái sức ép lớn vì trong gần 2 tháng chúng tôi phải hoàn thành tất cả những công đoạn, từ công đoạn kịch bản văn học đến công đoạn các kịch bản chi tiết. Các kịch bản chi tiết đến việc triển khai tập luyện, đến việc triển khai làm kỹ thuật cũng như trải qua tất cả những cái lựa chọn các nhà thầu làm sao đủ được yêu cầu của kịch bản đề ra. Sức ép thì rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng tôi với một cái sự mong muốn cống hiến, có một cái lễ khai mạc để thể hiện được Việt Nam là một đất nước yêu thương, trí tuệ và có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu cùng chung cái dòng chảy của Đông Nam Á.
Lễ khai mạc năm nay thì ông Quyên được biết đó không chỉ là nơi mà thể hiện những màn đồng diễn nghệ thuật mà còn được phối kết hợp với lại những công nghệ 4.0 nữa. Thì không biết là chị có thể bật mí cho quý khán giả được rõ hơn là màn đồng diễn nghệ thuật mà phối hợp với những công nghệ 4.0 là như thế nào? Lần này chúng tôi cũng kỳ vọng là có thể áp dụng công nghệ. Và công nghệ lần này chúng tôi muốn thể hiện trên một cái sàn 7.000m2 và được trải trắng, sử dụng công nghệ mapping 3D. Và với cái công nghệ mapping 3D thì yêu cầu kỹ thuật của nó rất là cao, không những số lượng máy chiếu lớn mà phải đồng bộ, thời gian rất là gấp rút, cho nên cái việc lựa chọn tất cả các nhà cung cấp mà quốc tế đều không thể thực hiện được. Lúc đầu tiên thì chúng tôi rất là kỳ vọng cái chuyện là có thể có những cái nhà cung cấp quốc tế thì yêu cầu kỹ thuật của nó sẽ đạt được mức độ cao hơn. Nhưng sau đó thì vì thời gian rất là gấp gáp và sau Covid thì cái việc chuyên trở cũng như là làm các cái giấy tờ thủ tục gặp khó khăn, cho nên chúng tôi đã phải dùng huy động hết tất cả cái lượng máy chiếu trên toàn quốc. Và hiện nay thì đang sử dụng 44 máy chiếu và đương nhiên có những cái máy để chuẩn bị sẵn. Và cái cố gắng để đạt được những cái điều mà chúng tôi kỳ vọng với công nghệ trình chiếu 3D mapping trên sàn để có thể cộng hưởng với những con người, những cái hệ thống đại cảnh lớn và hệ thống âm thanh ánh sáng nữa. Lúc nãy bạn có đề cập đến cái chuyện âm thanh ánh sáng. Để có được cái âm thanh ánh sáng, chúng tôi phải mời những cái chuyên gia cũng có thể nói là hàng đầu Việt Nam để phối hợp làm sao đo được độ sáng với cả cái 3D mapping và cái ánh sáng thật để tạo ra những cái hình ảnh đẹp nhất. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Trần Lý Ly, và Quyên tin chắc là tất cả các quý vị khán giả sẽ rất là chờ đợi một màn biểu diễn mà được đầu tư rất là nhiều những công sức như thế này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đoạn phóng sự vừa rồi, và mong là quý vị sẽ tới với sân vận động Mỹ Đình để chúng ta cùng được theo dõi và thưởng thức màn biểu diễn cho lễ khai mạc SEA Games 31 này nhé. Thưa quý vị, sau nhiều ngày tranh cãi thì nam diễn viên Johnny Depp dường như là đang có được lợi thế trong vụ kiện bôi nhọ với vợ cũ là Amber Heard, và với hy vọng là lật ngược tình thế thì nữ diễn viên đã sa thải đội ngũ PR và tìm người thay thế giải quyết khủng hoảng kiện tụng trước khi cho lời khai trên bục thẩm vấn. Ngày 1 tháng 5, báo New York Post đưa tin nữ diễn viên Heard đã sa thải đội PR vào ngày 28 tháng 4 vì không hài lòng với những bài báo đưa tin về vụ kiện bom tấn của cô và Johnny Depp. Quyết định được Heard đưa ra sau những phiên xét xử không mấy suôn sẻ với phần làm chứng của các nhân chứng phía Depp và nữ diễn viên bị công kích trên mạng xã hội. Công việc PR của Heard giờ đây sẽ do công ty tư vấn Shane Communications đảm nhiệm. Đội ngũ mới đã từng có kinh nghiệm chống lại Depp trong vụ nam diễn viên kiện các quản lý kinh doanh cũ vào năm 2017. Khi đó, nhóm này đã nhắm vào các cáo buộc Depp có thói chi tiêu 2 triệu đô la mỗi tháng. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng phiên tòa trong tuần này sẽ rất khó khăn với Amber Heard.